các em đến với kênh Tiểu học Channel. Các em thân mến, ở tiết kể chuyện tuần này, chúng ta cùng nhau nhìn tranh và kể câu chuyện Khu vườn tuổi thơ. Nhà tôi có khu vườn rất rộng, bố trồng nhiều hoa. Buổi chiều, bố thường dẫn tôi ra vườn tưới cây. Một hôm, bố bảo tôi nhắm mắt lại. Bố dẫn tôi đi, chạm tay vào từng bông hoa, rồi hỏi: "Đố con hoa gì?" Tôi luôn trả lời sai, bố động viên tôi cố gắng. Ít hôm sau, tôi đoán được hai loại hoa, màu gà viền cạnh nhấp nhô, hướng dương cánh dài, mỏng, nhụy to, ram ráp. Hôm sau nữa, bố đưa bông hoa trước mũi và bảo tôi đoán. Tôi nhận ra thêm được hoa cúc nhờ mùi hương thật dễ chịu, hoa ít mẫu với mùi ngai ngáy rất riêng. Bố cười, con sắp đoán được hết các loại hoa của bố rồi. Không lâu sau, chỉ cần chạm tay hoặc hít hà là tôi có thể nhận ra bất cứ loại hoa nào trong vườn. Trò chơi của bố giúp tôi gắn bó hơn với khu vườn nhà mình. Theo Nguyễn Ngọc Thuần. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các em thân mến, bây giờ chúng ta cùng nhau nhìn tranh và kể lại nội dung câu chuyện theo từng bức tranh các em nhé. Các em hãy tiếp tục like và subscribe kênh Tiểu học Channel để được lắng nghe những câu chuyện tiếp theo. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.